Tuấn Nam xin gửi chào đến tất cả các bạn click vào video của mình. Chắc hẳn ở thời điểm hiện tại, rất nhiều bạn đang đặt ra câu hỏi là tại sao Top 5 lại đang tập trung rất nhiều video dành cho mẫu xe Honda Winner X. Không phải chỉ bởi vì chiếc xe này đang giành được sự quan tâm rất nhiều từ các bạn trẻ, mà nó đang có một mức giá bán rất tốt các bạn nha, để anh em có thể dễ dàng tiếp cận hơn với một mẫu xe côn tay Underborn ở phân khúc 150 phân khối. Và với những em nào đang hào hứng và hóng mẫu xe Honda Winner X mới thì chờ top 5 vào cuối tuần này các bạn nhé. Bật mí một chút gửi đến các bạn như vậy. Tuy nhiên nói gì thì nói, với mỗi mẫu xe đều có cho mình những ưu nhược điểm khác nhau. Và thông qua video ngày hôm nay, top 5 sẽ đưa ra những lời khen chê cụ thể nhất, chi tiết nhất và rõ ràng nhất để các bạn có thể tham khảo. Đặc biệt là với những bạn nào đang có ý định mua cho mình mẫu xe Honda Winner này, các bạn có thể thông qua video của Top 5 để đưa ra cho mình lựa chọn chính xác nhất các bạn nha. Đầu tiên về phần ưu điểm, có thể nói thì Winner có rất nhiều những ưu điểm và Honda cũng đã biết lắng nghe ý kiến của người dùng Việt Nam chúng ta để thay đổi cho Winner phù hợp hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng Việt Nam. Đặc biệt là một mẫu xe được thay đổi thiết kế này, dàn nhựa chắc chắn hơn, trau chuốt hơn, tỉ mỉ hơn. Và với những cái gì đem lại bằng những cái trang thiết bị tiện ích hơn, mình có thể điểm qua một cách cụ thể thông qua cái hình ảnh trên một cái mẫu xe Honda Winner X phiên bản màu đỏ nhám ở đây. Phần đầu xe được trau chuốt lại rất đẹp các bạn nha. Rất nhiều những vị trí được tạo hình cơ bắp hơn, đặc biệt là những khe thoát gió tạo tính khí động học hơn cho mẫu xe này. Hệ thống đèn xi nhan cũng được trau chuốt lại. Rồi hệ thống phanh chống bó cứng ABS vẫn được trang bị trên những phiên bản cao cấp trên cái mẫu xe này. Đặc biệt hơn là hệ thống phuộc của xe này, với những phiên bản cao cấp được trang bị hệ thống cặp phuộc của Show A màu vàng đồng. Đi kèm với đó là ngàm phanh một bít tông của Nissin cũng được trang bị màu vàng đồng các bạn nha. Vẫn được trang bị đầy đủ trên mẫu xe. Hiện nay các đối thủ khác là chưa có nội dung này. Tiếp đến là một số trang bị nữa như mặt đồng hồ Full LCD các bạn có thể nhìn ở đây. Những cái vách ngăn trước đây đã được làm thông suốt rồi để tạo ra cảm giác liền lạc hơn. Các nút chức năng phím bấm trên xe thì vẫn tương tự passing silver vert này, loại bỏ đi nút bật đèn pha. Đặc biệt hơn là cổng sạc 2.1A cực kỳ tiện dụng trên mẫu xe Honda Winner này. Và trên tất cả các phiên bản Honda đều trang bị cho nó hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key, rất an toàn và cực kỳ tiện ích. Các bạn có thể theo dõi một chút ở phần đuôi xe. Với hệ thống đèn hậu, đèn xi nhan đều sử dụng bóng LED các bạn nha. Dàn nhựa phía đuôi xe cũng không còn lỏng lẻo như trước nữa rồi, được trau chuốt hơn bằng những cái ngàm và có những con vít để tạo cảm giác chắc chắn hơn rất nhiều. Và thực sự một điều, mẫu xe này chắc chắn hơn so với phiên bản V2. Bản thân Top 5 cũng đã trải nghiệm và biết rằng như vậy được là như vậy các bạn nha. Hiện tại khối động cơ của xe vẫn được trang bị khối động cơ 150 DOHC, sản sinh ra công suất vào khoảng tầm 15,4 mã lực, cũng là đủ dùng để các bạn có thể đi tour đi phượt với khối động cơ DOHC cực kỳ êm ái và bền bỉ các bạn nha. Càng đi xa, càng đi lâu, càng đầm và chắc trên dòng xe Honda Winner này. Mình có thể nói thêm thông tin gửi các bạn như vậy về phần khối động cơ của xe. Với rất nhiều những ưu điểm vượt trội và đặc biệt như mình đã nói rồi, Honda rất biết lắng nghe khi tạo dựng hệ thống đèn xi nhan này, không còn thừa thãi như trước, gọn gàng hơn rất nhiều. Chắc chắn các bạn nha. Từ phần đầu xe, thân xe đến cả vị trí hai bên hông xe, trước đây lỏng lẻo, nay chắc chắn hơn rất nhiều. Đây mình có thể sờ, các bạn có thể theo dõi. Phiên bản V2 cũ các bạn sờ vào lỏng lẻo lắm. Mình đã phải gắn thêm những cái pad để làm cho nó chắc chắn hơn trên phiên bản V2 rồi. Tiếp theo ấy, với những điểm yếu như vậy, điểm ưu điểm vượt trội như vậy thì nó sẽ có cho mình những cái điểm yếu nhất định. Và như các bạn cũng đã biết, Honda Winner X ấy là trường hợp đặc biệt nha các bạn nha. Khi có mức giá bán tại các đại lý gần như luôn thấp hơn rất nhiều so với mức giá bán đề xuất của hãng. Và hiện tại trong thời điểm này chỉ từ 35.300.000 đến 36.300.000. Đây cũng có lẽ là một cái điều các bạn lăn tăn rất nhiều. Là một mẫu xe côn tay ấy, thì Honda Winner X luôn mang đến cho người dùng những cảm giác vừa tầm về mọi mặt. Gần như mình gọi là tiêu chuẩn cho một dòng xe côn tay Underborn. Chính vì vậy, nó vô tình là tạo lên những cái gì đó gọi là hạn chế trên cái mẫu xe các bạn đang theo dõi. Một chiếc xe côn tay các bạn luôn biết rằng rồi, tạo ra cái đó là một cá tính nhất. Vì dòng xe côn tay này thường các bạn trẻ sử dụng rất nhiều, nên thích sự cá tính thể thao. Ngay cả ngoại hình của mẫu xe Honda Winner ở đây luôn chứa đựng cái gì đó gọi là trung tính, phù hợp với rất nhiều lứa tuổi. Kể cả các bác trung niên vẫn có thể điều khiển mẫu xe này một cách vô tư thoải mái. Đây là một cái vấn đề các bạn cũng rất lăn tăn trong việc lựa chọn khi để so sánh với các đối thủ khác các bạn nha.
Hệ thống côn số này, các bạn có thể theo dõi, côn đây, khá là cứng, kể cả các bạn khi về số trên mẫu xe của Winix ở đây. Rất cứng các bạn nha. Đây là cái điều mình cũng muốn chia sẻ thêm gửi đến các bạn như vậy, khi mình đã trải nghiệm một số những cái mẫu xe trong cùng phân khúc, đặc biệt luôn là dòng xe Suzuki Rider Sachia hoặc mẫu xe Exciter, rất êm ái khi các bạn vào côn số với mẫu xe này. Tiếp đến là bộ nhông xiên dĩa của xe thì khá là nhanh dão với cái bộ nhông xiên dĩa chính hãng này. Dường như các bạn đi khoảng tầm 500 cây các bạn đã phải thay những cái bộ nhông xiên dĩa mới rồi. Bản thân năm sau 500 cây các bạn thay, mình đã thay rồi. Những cái bộ nhông xiên dĩa của DID hay là Corolla thì nó cực kỳ tốt luôn. Và đi đến thời điểm hiện tại mấy chục nghìn cây rồi vẫn ok các bạn nha, trên mẫu xe Honda Winix. Động cơ cũng là một cái điểm yếu trên mẫu xe này. Trong thời điểm hiện tại khi các đối thủ như là Exciter 105 hay Suzuki Rider R150 chính hãng tại Việt Nam chúng ta đang cho ra những cái công suất này lên tới 17,7 mã lực này hoặc là 18,9 mã lực đối với Rider, thì mẫu xe này vẫn đang chỉ trang bị cái công suất chỉ là 15,4 mã lực thôi, dường như rất thấp. Nên Yamaha còn đưa cái mẫu xe Exciter 150 để so sánh với dòng xe Honda Winix này. Trong thời điểm hiện tại vẫn đang được bán song song các bạn nha. Có thể đây là một cái điểm yếu trên mẫu xe, và mình mong rằng Honda trong những phiên bản tiếp theo nâng cấp lên cho mình cái khối động cơ một chút để đáp ứng lại được với cái sức hút của mẫu xe này trong thời điểm hiện tại. Giá tốt rồi, trang bị tốt rồi, nhưng động cơ tốt hơn một chút nữa thì cực kỳ ok trong thời điểm hiện tại. Và hiện tại trên mẫu xe này ấy, rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình ấy. Như phần sên xe mình đã nói rồi, rất nhanh dão. Ngoài ra thì lốp xe cũng rất ít bám đường các bạn nha. Đây là một vấn đề cũng rất là quan ngại với rất nhiều anh em khi lựa chọn mẫu xe. Dù biết rằng ở trên một số những cái phiên bản cao cấp như các bạn đang theo dõi được trang bị hệ thống lốp vân ngược của Changxin cũng đã đảm bảo hơn và tốt hơn một chút so với những phiên bản tiêu chuẩn phanh thường. Đấy là mình có thể chia sẻ thêm gửi đến các bạn thông qua video này. Còn trong thời điểm hiện tại với mức giá bán 35.500.000 cho phiên bản tiêu chuẩn phanh thường và 36.300.000 đồng cho phiên bản cao cấp và thể thao đường đua HRC, trong thời điểm hiện tại Lai Châu mình các bạn nha, mình nói đính chính của gửi đến các bạn là tại Lai Châu mình, với mức giá bán này mình nghĩ là chấp nhận được cho một dòng xe côn tay Underborn rất rẻ trong thời điểm hiện tại, khi các đối thủ vẫn đâu đó vào khoảng tầm trên 50 triệu trong lúc này, thì mình nghĩ là cái sự lựa chọn đáng để quan tâm hơn cả trong lúc này dành cho mẫu xe Honda Winix là cực kỳ cần thiết. Và mình nghĩ các bạn là thông qua video của mình, các bạn nên có cho mình những cái sự lựa chọn chính xác nhất, ok nhất các bạn nha. Rõ ràng chi tiết từng những cái điểm yếu điểm mạnh trên mẫu xe rồi. Hy vọng rằng các bạn sẽ lựa chọn cho mình một mẫu xe ưng ý nhất và phù hợp nhất. Cảm ơn do này của mình. Nếu các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Với những bạn nào quan tâm tới dòng xe Honda Winix mới, các bạn chờ mình vào cuối tuần này các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.